mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tham Thoại Ðầu. Tham Thoại Ðầu tức là nghiên cứu câu ai là người niệm Phật. Người niệm Phật là ai? Có câu đại nghi, đại ngộ, tiểu nghi, tiểu ngộ, bất nghi, bất ngộ. Nghĩa là nghi lớn, ngộ lớn, nghi nhỏ, ngộ nhỏ, không nghi, không ngộ. Khi tham thấu triệt câu thoại đầu ai là người niệm Phật, thì sự tham thiền ấy như là thanh kim cang vương bà kiếm, chặt đứt hết mọi dục niệm, chỉ còn một niệm tham vấn câu thoại đầu mà thôi. Lúc mọi ý niệm đều ngừng bặt, bây giờ đạo tâm sẽ bừng dậy. Trước khi đã thiền thất, thường các khóa Phật thất xong chúng ta mới đã thiền thất, thì như vậy mới có hiệu quả tốt đẹp. Nghĩa là trước niệm Phật, sau mới tham ngậm thoại đầu ai là người niệm Phật. Tham có nghĩa là tìm xem ai là người niệm Phật. Là quỷ ư? Vậy thì thuộc loại quỷ nào? Là người ư? Người nào vậy? Là mình ư? Mình chết rồi thì còn niệm được nữa chăng? Bỏ vô quan tài rồi thì chẳng còn ai niệm Phật nữa. Hãy tìm xem rốt ráo thì ai niệm Phật, còn người tham vấn là ai? Hãy tìm xem người niệm Phật là ai, và người đang tìm là ai vậy? Quý vị tìm không ra ư? Dù quý vị vĩnh viễn tìm kiếm cũng không tìm ra được. Nếu quý vị tìm ra được chữ ai này, thì vọng tưởng gì cũng hết sạch. Vì sao quý vị vẫn còn vọng tưởng? Vì quý vị chưa tìm ra được cái ai. Tìm chữ ai này có thể mất đến cả đại kiếp. Khi quý vị thấy những người tu hành lão luyện ngồi thiền chẳng động đậy, chính là họ đang tìm cái ai này vậy. Bởi vì họ chuyên tâm tham của cái ai này, nên mọi vọng tưởng đều ngưng bặt. Tại thời điểm ấy, họ có thể đột nhiên khai ngộ, và trong bóng tối âm u dày đặc bỗng xuất hiện ánh hào quang sáng chói. Chuyện gì họ cũng thấy rõ cả, rằng mê thời thiên quyển thiệu, ngộ thời nhất tự đa, nghĩa là lúc mê ngàn sách còn ít, ngộ rồi một chữ cũng dư. Đó là đạo lý của việc nghiên cứu câu ai là người niệm Phật. Do đó, hễ người nào không khởi vọng tưởng thì người ấy có công phu. Người luôn khởi vọng tưởng thì tu bất cứ pháp gì công phu chẳng có chi. Đó là điểm cốt tủy của việc tham thiền. Công phu tham thiền cốt ở sự chuyên nhất tham ngậm, đi cũng tham, ngồi cũng tham, đứng cũng tham, nằm cũng tham. Nói tóm lại, lúc nào cũng phải tham thiền, chớ bỏ qua cơ hội tham thiền. Vì thế, lúc đã thiền thất, chúng ta không lạy Phật, không tụng kinh, không lên chánh điện, không cúng quá đường. Hết tới giờ thì ăn xong lập tức trở về thiền đường tiếp tục tham thiền. Lúc cần đi vệ sinh thì đi, xong rồi phải tức khắc trở lại thiền đường để tiếp tục tham thiền. Đừng lãng phí một phút một giây, bởi vì biết đâu chính trong phút giây ấy quý vị có thể khai ngộ thì sao. Do đó, hãy tranh thủ từng giây từng phút một. Các câu đừng rời cái này. Không rời cái gì? Tức là không rời câu thoại đầu ai là người niệm Phật. Chữ ai này chính là thanh gươm trí huệ, chặt đứt thất tình lục dục. Một khi thoái hư tật xấu trừ sạch thì bổn tánh sẽ hiện tiền. Khi bổn tánh hiện tiền thì đạo quả giác ngộ sẽ được thành tựu. Trong thời gian tham thiền, quý vị phải đối diện với thực tế, khắc phục mọi hoàn cảnh, giữ chặt tông chỉ. Phải nhớ rằng khổ đau là khởi đầu của an lạc. Tôi thường nói với quý vị rằng, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước. Cố nhân cái vậy, họa là chỗ phước dựa vào, phước là nơi họa cậy nương. Theo sau chuyện hung xấu thường có điềm lành tới. Bên cạnh chuyện yên ổn, có thể sẽ có chuyện không may. Pháp thế gian thì luôn ở thế đối đại như vậy. Từ bao kiếp xa xưa đến nay, không biết chúng ta đã tạo bao nhiêu ác nghiệp, thế nên bây giờ chúng ta phải chịu quả báo. Nếu quý vị biết nỗ lực dùng công, dũng mạnh tinh tấn, trả sạch hết nghiệp, thì sẽ thành tựu đạo quả. Quý vị hãy chú ý, bất luận là ở cảnh giới thuận theo lòng mình, hay trong cảnh giới nghịch với ý mình, thì quý vị hãy nhẫn chịu. Nhìn không nổi cũng phải ráng cắn răng mà nhẫn chịu. Tu đạo chính là tu nhẫn nhịn. Có câu, nhẫn là bảo bối vô giá. Nếu quý vị có thể nhẫn nhịn, chịu đựng mọi chuyện, thì sẽ có được sự an lạc chân chánh. Cũng như người luyện võ, chưa đủ kinh nghiệm, lúc phải vật lộn thì quên bẵng tất cả chiêu số, đến khi đánh đấm xong, mới nhớ ra các thế võ để đánh thì đã quá muộn. Tham thiền cũng vậy, khi cảnh giới đến thì quý vị phải nhẫn chịu, phải tình nguyện chịu thiệt thòi, phải cắn răng chịu đựng. Khi vượt qua khó khăn rồi thì quý vị mới đạt được sự tự tại. Công phu tham thiền đòi hỏi quý vị ngày đêm đều phải tham ngẫm. Ngày tu thiền, đêm cũng tu thiền, tu lâu ngày sẽ thành tựu. Nhẫn nại được, tức là dù đau lưng cũng chẳng màng, đau gối cũng mặc kệ, cứ nhất tâm nhất niệm tham câu ai là người niệm Phật. Nếu lúc nào cũng được như vậy thì quý vị sẽ chẳng khởi vọng tưởng, có thể nhiếp thọ, thâu phục thân tâm, khiến tâm trí thanh tịnh tới mức độ một niệm cũng không dễ khởi. Quý vị hãy giữ cho tâm đừng rời câu thoại đầu ai là người niệm Phật, lúc nào cũng đề khởi, lúc nào cũng chẳng quên. Đó chính là mục tiêu của sự dụng công tu thiền. Tham thoại đầu thì chỉ có một vọng tưởng, còn tạp niệm thì có vô số vọng tưởng. Do đó chúng ta dùng phương pháp dĩ độc công độc, lấy một vọng tưởng tham ngẫm thoại đầu để chế phục tất cả các vọng tưởng khác. Dần dần từng vọng tưởng một sẽ bị tiêu diệt, không còn tái khởi. Lúc ấy, bất luận là cảnh giới gì đến, quý vị cũng không còn bị mê hoặc. Quý vị biết phân biệt rõ ràng thì không thể nào bị tẩu hỏa nhập ma. Người xưa nói, ninh khả thiên sanh bất ngộ, bất khả nhất nhập trước ma. Nghĩa là, thà rằng ngàn đời không ngộ, chẳng để một ngày vướng ma. Khi tu thiền định, quý vị cần phải cẩn thận, dè dặt, chớ có tà kiến, phải chánh đại quang minh, đừng để bọn ma quỷ có cơ hội hại quý vị. Khi quý vị có tạp niệm, tức là quý vị mở cánh cửa cho ma quỷ lọt vào, do đó tham thoại ðầu chính là pháp bảo đuổi ma. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng trong khóa thiền tập tháng 12 năm 1980. Ha ha ha,